bạn. Như lần trước mình đã review về cây GNTA Racing 10.5mm đã bị gãy cốt bên mâm lửa. Đầu tiên là cái vô lăng nó sẽ bị đảo sau khi mình test ga, và sau hơn 2 ngày mình ráp cây gen Ebon Racing đã chấm hàng ắc, đã canh chỉnh lại hết rồi và tiến hành canh chỉnh ga với mực với mới vừa ráp thay dít lơ để canh chỉnh xăng. Thì cây gen Ebon Racing này nó cũng tình trạng giống như là cây gen TA Racing kia luôn. Các bạn thấy cái vô lăng mà nó quay nó đảo ở đây không? Nó đảo như đây là chỉ có là nó bị gãy cốt gen rồi, hệt giống như cái lần trước luôn. Nói chung là tất cả những cái dòng gen mà đôn gen độ đều là mình dám khẳng định 100% luôn, đều là chất lượng là quá tệ. Đây là cái vết keo này là mình đã dán keo AB để cái miếng 500 cũ á, nó đã bị bung ra và hôm nay thì nó mới vừa bốc khói lên, mới thử máy xong thì nó lại hư tiếp. Đây cấu hình mình đi là co xăng hai thì lắp cho xe 4 thì mà đi bình da 135 và sau chỉ rồ ga để thử bình xăng mà máy nó đã dèo vòng do nhờ kiểu này. Là nếu các bạn nào muốn đi xe độ thì mình nghĩ là nên đi trên quay thái 110 hoặc là future 1 hàng zin là ổn định nhất. Còn những dòng zin đôn zin độ thì các bạn nên suy nghĩ thật kỹ, tại vì cái zin Ebon Racing này là mình mua bên shop Quốc Thắng là 1.4 triệu, còn cây gen TA Racing 10.5 ly kia thì là mình mua là 2.1 triệu. Hai cây đều hư trong vòng chưa tới 4 ngày mà đã ra đi hai cây gen rồi. Không tin vào chất lượng phụ tùng mà các shop bán và đăng là bảo đảm là gen không gãy, bao gãy, bao không xoay này nọ, các shop này không tin tưởng được về chất lượng phụ tùng.